Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay diễn ra ngày hôm qua 6 tháng 10 2022, giải cờ tướng du lịch cờ tướng đối thủ mạnh toàn quốc 2022. Mời bạn xem trận đầu tiên, Võ Văn Hoàng Tùng cầm đen thủ hậu gặp Nguyễn Anh Quân cầm đỏ liên tiên, mời bạn thưởng thức.
Chuyên. Trên đây thì Võ Văn Hoàng Tùng đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai, Lại Lê Huynh cầm đen thủ hậu gặp Đào Văn Trọng cầm đỏ đen tiên. Mời bạn thưởng thức. Trang chuyên. Trang chuyên. Trên đây thì Đào Văn Trọng đã buông cờ. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.